nút giao thông Bình Triệu cửa ngõ phía đông bắc của thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày mùng 5 Tết khá vắng vẻ, khác với ngày thường khi nơi đây luôn là nơi có lưu lượng giao thông rất cao. Từ cửa ngõ đổ về bến xe miền Đông, lượng xe khách và xe cá nhân cũng ở mức thấp. Theo các nhà xe, các tuyến miền Bắc, miền Trung về bến tập trung đông nhất vào lúc 1 đến 5 giờ sáng. Còn theo chiều hành khách, năm nay tình hình đi lại dễ thở hơn do nhiều người chủ động vào sớm hơn và chọn ngày vào linh động hơn. Năm nay thì do mình đi sớm hơn nên có thể là do xe nó cũng ít hơn, đông hơn thì chắc phải tầm ngày mùng 6, mùng 7 mới đông. Ngày mùng 6 mình đã phải đi làm nên đã phải chủ động mình đi trước, còn lại có những người họ đi làm trễ hơn. Cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng nhưng theo chiều tài xế tại các tuyến quốc lộ hướng về thành phố, lượng xe cá nhân khá đông đúc, chưa kể sự bùng nổ của các loại hình vận chuyển khác như hàng không, xe hợp đồng, cũng khiến lượng người đi xe khách không tăng nhiều như trước. Các nhà xe uy tín vẫn được tin dùng hơn. So với một năm là ít hơn, lượng khách đi có vẻ là ít hơn. Bình thường như năm ngoái là vô đây là khách đông, nhưng mà đợt này là vô không đủ giường, nói chung giường là dư. Em phải chọn những cái hãng mà mình đi quen hoặc những hãng xe lớn đó, để tránh cái trường hợp đó. Hoặc là nếu không thì mình bỏ thêm tiền để mình đi máy bay thôi. Theo đại diện bến xe miền Đông, lượng phương tiện về bến đã bắt đầu tăng cao trong ngày mùng 5 Tết với khoảng 1.800 lượt xe ra vào bến. Mặc dù áp lực năm nay có giảm so với mọi năm, nhưng bến xe vẫn tăng cường công tác phối hợp để nhanh chóng giải quyết ùn tắc cục bộ, tạo sự thông thoáng cho xe ra vào bến. Trong chiều tối nay, lượng người và phương tiện từ các nơi tiếp tục đổ về thành phố Hồ Chí Minh và dự báo trong các ngày mùng 6 đến mùng 9 sẽ còn rất đông người vào muộn do nghỉ Tết, nghỉ phép đến hết tuần. Do vậy, các lực lượng chức năng và các nhà ga bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng các phương án giao thông để đảm bảo người dân trở lại thành phố được an toàn thông suốt.